Chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục chia sẻ cho cả nhà và các bạn Bonsai Đinh Linh tập 24 phần 1. Xin được phép bắt đầu. Kính thưa cả nhà và các bạn, Bonsai Đinh Lăng Lá Nhỏ phần 1 tập 24 này thì Trần Canh tiếp tục chia sẻ cho cả nhà và các bạn cây bonsai mini đinh lăng lá nhỏ đã trồng trong cái chậu này rất là lâu rồi. Hôm nay thì Trần Canh sẽ đem ra và làm clip cho cả nhà và các bạn cùng xem. Nói giờ bonsai đinh lăng lá nhỏ. Kênh của Trần Canh Optical chuyên chia sẻ giờ bonsai đinh lăng. Và đặc biệt mỗi ngày thì Trần Canh đã trồng được một cây đinh lăng lá nhỏ như thế này. Thì cả nhà và các bạn liên tục đón xem Trần Canh làm bonsai và đồng thời tạo môi trường xanh sạch đẹp tại nơi mình ở. Mong cả nhà và các bạn cũng tạo môi trường xanh sạch đẹp cho cả thế giới đều biết đến là mong muốn nhất của Trần Canh. Và đồng thời thì chúng ta làm bonsai cho cả nhà và các bạn cùng xem khả năng của Trần Canh làm bonsai như thế nào. Đó là Trần Canh đã làm bonsai đinh lăng lá nhỏ theo những dáng thớ tự nhiên. Mong cả nhà và các bạn liên tục theo dõi Trần Canh làm như thế nào. Xin mời! Đây là một cây đinh lăng lá nhỏ Trần Canh trồng lâu rồi. Bây giờ là trước tiên để làm cây bonsai này theo thớ tự nhiên của nó. Thì Trần Canh sẽ cắt tỉa hết tất cả những lá của cây đinh lăng cho nó trống ra. Thì Trần Canh cắt theo thớ của nó. Đó là cách của Trần Canh làm bonsai nha các bạn. Còn các bạn thì sao? Bây giờ là cắt trống hết ra. Rồi chúng ta nhìn một cách quan sát cho thật kỹ thớ coi như thế nào, rồi tiến hành cắt những chi muốn cắt và những chi để lại. Trần Canh làm bonsai đinh lăng lá nhỏ này rất là nhiều tập. Mong cả nhà và các bạn liên tục theo dõi và ủng hộ kênh ngày một lớn hơn, để Trần Canh có rất là nhiều video sáng tạo, liên tục sáng tạo bonsai đinh lăng lá nhỏ cho cả nhà và các bạn cùng xem. Và đồng thời liên tục tạo môi trường xanh sạch đẹp tại nơi mình ở. Mong cả nhà và các bạn cũng nên tạo môi trường xanh sạch đẹp và không gian thoáng mát tại nơi mình sinh sống. Đó là mong muốn của Trần Canh gửi đến tất cả các bạn trên thế giới. Liên tục tạo môi trường xanh và mỗi ngày trồng được một cây xanh. Cũng như kênh của Trần Canh Optical mỗi ngày sẽ ra được một video vào lúc 19 giờ 15 phút hàng ngày giờ Việt Nam. Nối giờ bonsai đinh lăng. Đó là Trần Canh trồng rất là nhiều cây đinh lăng để tạo môi trường xanh sạch đẹp tại nơi mình sinh sống, làm cho bầu không khí trong lành, làm cho cuộc sống được tươi đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Mỗi ngày chúng ta có một cây xanh rất là tuyệt vời. Đó là thông điệp Trần Canh đã gửi đến tất cả các bạn trên thế giới.
liên tục trồng cây xanh, liên tục tạo môi trường xanh và tạo những tác phẩm bonsai cho tất cả các bạn trên thế giới cùng biết. Thưa các bạn, chúng ta quay lại bonsai đinh lăng lá nhỏ như thế này. Thì cây này thì Trần Canh trồng đã rất là lâu, bộ rễ nó ra rất là lâu trong cái chậu này. Bây giờ là làm bonsai thì Trần Canh cắt theo cái thớ tự nhiên của nó, chứ Trần Canh không có vấn dây và vô dây uống như những cây bonsai khác. Và mong cả nhà và các bạn theo dõi hết video. Như thế này, cây này trồng khá là lâu trong cái chậu này. Sau cái giai đoạn trồng như thế này thì bây giờ là được làm theo tác phẩm bonsai. Bộ rễ ra rất là tuyệt vời. Các bạn xem. Bây giờ Trần Canh tiến hành cắt. Cả nhà và các bạn xem kỹ nha. Mấy cái rễ này nó mình sẽ cắt gọn đi. Trồng cây rất là thú vị các bạn, làm bonsai càng thú vị hơn, đó là làm theo cách tự nhiên. Thì các bạn thì cũng nên trồng cho mình một cây xanh, một vài cây xanh để mình làm bonsai, rất là tuyệt vời. Bây giờ Trần Canh tiếp tục cắt như thế nào đây? Cắt như thế nào cả nhà và các bạn ơi? Hãy like đăng ký kênh Trần Canh Optical để có nhiều video hay nói giờ bonsai đinh lăng lá nhỏ. Đây là Trần Canh cắt theo cách của Trần Canh nha các bạn. Còn các bạn thì sao? Thì hãy like và comment cho Trần Canh biết cây bonsai này như thế nào. Mình sẽ cắt theo một cách dán bạc phong. Bạc phong nha các bạn. Thớ bay bay lùa lùa như thế này, theo như Trần Canh nói là dán bạc phong theo cây tự nhiên. Thì mong cả nhà và các bạn xem và góp ý. Như thế thì cả nhà và các bạn hãy tập trung theo dõi hết video, xem thử Trần Canh cắt như thế nào, có đúng hay không theo cách của Trần Canh đó. Cả nhà và các bạn xem. Làm sao đây? Chúng ta cắt như thế này là làm sao đây? Quá rồi. Đó là cách của Trần Canh làm bonsai nha cả nhà và các bạn. Còn cách của các bạn thì sao? Thì các bạn hãy comment và like cho Trần Canh biết. Đó. Cái này
Chà ơi, rất chi là khó đó các bạn ơi. Ok. Thử coi nha các bạn. Cây này rất là ngộ nghĩnh, rất là quái. Bộ rễ thì dài hơn cái thân. Rễ thì dài hơn cái thân. Giờ làm sao đây cả nhà và các bạn ơi? Bộ rễ rất là dài hơn cái thân luôn. Cho lùng lực lại thì sao? Thì mất cân đối. Thôi tạm thời mình sẽ cắt như thế này, cho cái này nó ra chi nữa, chừng sau đó thì mình cho nó đi theo tự nhiên luôn. Nhất định kích sao đây? Đây thôi thì như thế mình sẽ quyết định cắt ngang đây đó các bạn. Rồi mời cả nhà và các bạn xem lại hết cây bonsai mini đinh lăng lá nhỏ này, tập 24 phần 1 đó các bạn xem. Ơi hẹn cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp có nhiều dáng cây bonsai nối giờ đinh lăng hay hơn. Xin bye bye.